quý vị với những bước nhảy uyển chuyển và dứt khoát, với màn chào hỏi thông minh và dí dỏm. Các bé đến từ đơn vị xã Nga Thiện đã gửi tới chúng ta một màn chào hỏi rất là ấn tượng và xuất sắc. Một lần nữa xin chúc mừng các bé và trở về với sân khấu của chúng ta ngày hôm nay cùng chào đón màn chào hỏi đến từ trường mầm non đơn vị xã Nga Nhân, và sau đơn vị xã Nga Nhân là trường mầm non Ba Đình. Mới xa.